điều trị rối loạn nhịp tim bằng năng lượng sóng của tần số radio hay bếp điện mà hôm trước tôi cũng đã giới thiệu với các bạn. Bếp điện định nghĩa là sử dụng năng lượng sóng có tần số radio hoặc một số năng lượng khác để triệt bỏ định khu một cấu trúc tim mạch cần thiết cho sự khởi phát và duy trì các loại nhịp tim chúng ta đã nói hôm trước. Đã có khá nhiều các loại năng lượng được sử dụng để thực hiện các thủ thuật bếp điện điều trị các loại nhịp tim trước đây, nhưng hiện nay thì có hai loại năng lượng mà chúng ta sử dụng phổ biến nhất chính là năng lượng sóng có tần số radio, viết tắt là RF, và năng lượng nhiệt lạnh tức là cryoablation sử dụng trong một số thủ thuật tiền đốt dung nhĩ. Nói thêm một chút về năng lượng sóng từ radio mà bài hôm trước tôi cũng đã dẫn nhập ít nhiều đấy. Thì đây là một cái năng lượng sóng có biên độ dao động từ khoảng 300-1000 kHz. Và nhờ các dao động tần số rất cao đến mức là quãng tần của radio đấy. Cho nên chính cái năng lượng này nó không gây kích thích cơ tim, gây rối loạn nhịp và cũng không gây cảm giác đau. Chúng ta biết là kích thích chậm chậm thì tim còn nhận cảm được, cơ tim nó nhận cảm được, nó đáp ứng. Nhiều kích thích quá nhanh lên tần số radio thì cơ tim nó không cảm nhận được cái năng lượng này nữa, giống như kiểu chúng ta sẽ không nghe được những âm tần siêu âm nếu như nó quá cao đấy, giọng nữ cao đến mức độ nào đó chúng ta nghe được, nhưng nếu cao nữa thì chúng ta sẽ không nghe được nữa. Đấy chính là cơ tim cũng vậy, nếu tần số radio thì nó không tác động vào cơ tim gây các cái nhát co bóp phụ hay là loạn nhịp mà và cũng không gây cảm giác đau. Thì cái lịch sử bếp điện là từ năm 1987, một số tác giả đã lần đầu tiên sử dụng năng lượng sóng tần số radio để triệt đốt thành công hội chứng Wolfson-White ở các bệnh nhân, và hiện nay nó đã trở thành thường quy. Thì cơ chế hình thành tổn thương như thế nào? Thì cái năng lượng sóng tần số radio sẽ đi vào vùng mô tim tiếp xúc trực tiếp đầu cai tè. Là chúng ta đưa cái ống thông tiếp xúc vào một vùng mô tim mà chúng ta định triệt đốt, thường là ổ ngoại vị gây loạn nhịp hoặc là đường dẫn truyền phụ trong tim, trong hội chứng Wolfson-White chẳng hạn. Đấy. Và khi năng lượng này tiếp vào mô tim thì nó sẽ kích thích các cái ion ở trong vùng mô tim chuyển động, tăng nhiệt độ. Và chính cái chuyển động tăng nhiệt độ này, các ion nó sẽ cọ sát vào nhau làm cho mô tim nó tăng nhiệt độ dần lên, nó nóng lên. Đấy. Và tới một cái mức nào đó thì cái năng lượng này sẽ tăng nhiệt độ tới mức có thể làm bất hoạt các cái protein ở mô tim, làm đứt đường dẫn truyền phụ hay làm hủy một cái ổ ngoại vị, gây ra các cái rối loạn nhịp tim, và chúng ta sẽ điều trị các rối loạn nhịp tim một cách tận gốc rễ, có rất triệt để là như vậy. Vấn đề chỗ là ưu điểm của năng lượng sóng tần số radio là gây một cái tổn thương ở mô tim khá là định khu, có nghĩa là đường kính nó chỉ khoảng 5mm, rất là nhỏ, 5mm, và độ sâu chỉ 1-2mm, giúp cho chúng ta chỉ cần triệt đốt các cấu trúc gây loạn nhịp tim mà chúng ta không gây tổn thương quá nhiều tới các vùng mô tim lân cận hoặc là tổng hòa về các cái mô tim nói chung. Và cũng vì triệt đốt định khu như vậy, chúng ta sẽ tránh được các cái tai biến kiểu như ta đốt cái đường dẫn truyền trong Wolfson-White, đường dẫn truyền phụ, mà ta lại đốt luôn cả nút nhĩ thất ở quãng cách đó xa xa thì đó là không nên. Cho nên cái năng lượng này có rất định khu, đấy chính là một trong những ưu điểm của nó. Đây là cái lược đồ để minh họa cái kích thước tổn thương. Đã biết là đầu cateter tiếp xúc với nội mạc của tim, tức là vùng mô tim có thể tâm thất hoặc tâm nhĩ, và cái năng lượng sóng từ radio này sẽ gây một cái tổn thương đường kính khoảng 5mm và sâu 1-2mm đó. Và rất may là phần lớn các cơ chất gây rối loạn nhịp tim như là đường dẫn truyền phụ trong hội chứng Wolfson-White hay là một ổ ngoại vị bất thường gây ngoại thông tu thất khởi phát đường ra thất phải chẳng hạn, nó nằm khá là đông, và việc tiếp cận bằng con đường nội mạc này gây tổn thương khoảng 1-2mm là đủ để có thể triệt bỏ một cách hoàn toàn lâu dài các cái cơ chất gây loạn nhịp như vậy. Còn nếu như mà năng lượng này chỉ thấm được khoảng 2mm mà lại phần lớn các cơ chất gây loạn nhịp tim lại nằm độ sâu khoảng 4-5mm thì sao? Thì nó sẽ không tồn tại cái năng lượng này trong triệt đốt rối loạn nhịp tim vì nó đã thất bại ngay từ đầu. Đó. Đây là lực đồ hình ảnh thật của một cái mô tim trong thực nghiệm. Thì cái đầu ống thông đốt nó cắm vào chỗ này, nó sẽ gây ra một cái vùng tổn thương cơ tim đường kính khoảng 5-7mm và độ sâu như tôi đã nói là 2mm. Và làm cho mô tim nó bị chín đi, vì nó nóng mà, nó tác động nhiệt mà. Cho nó sẽ hơi nhạt màu, giống như một cái miếng thịt mà chúng ta đã luộc nhiệt độ cao, nó sẽ ngả màu nhạt như vậy. Và đây cũng là cơ chế để chúng ta cắt đứt các đường dẫn truyền phụ hay loại bỏ các ổ loạn nhịp. Tuy nhiên là nhiệt độ này cần phải được kiểm soát.
Bản thân năng lực sóng tần số radio phải làm cho mô tim tăng nhiệt độ tới mức gì ạ? Bất hoạt được protein gây loạn nhịp. Nhưng nhiệt độ này là đủ để bất hoạt nhưng không quá cao để gây tổn thương cơ tim quá nhiều. Đấy. Trên thông thường thì nhiệt độ này sẽ được cài đặt quãng khoảng từ 55, 56 đến khoảng 70 độ C. Đấy là cái nhiệt độ cần thiết với catheter thông thường để triệt bỏ một cách định khu các đoạn nhịp tim, các cái ổ ngoại vị là như vậy. Chúng ta cũng không nên đốt nóng quá, nó sẽ gây đông vón protein, gây cháy ở trong nội mạc mô tim. Mà nhiệt độ dưới 50 độ C thì người ta thấy là có thể gây ra đốt được các cái đoạn nhịp tim, nhưng mà sau đó là gì ạ? Cái cấu trúc dẫn truyền nó phục hồi lại vì nó không bị tổn thương vĩnh viễn và gây tái phát các đoạn nhịp. Đây là một minh họa cho thấy là một ống thông đốt, thường là ống thông đời cũ, chứ bây giờ đời mới ít gặp, thì đã do đốt nhiệt độ quá cao trên đã gây đông vón, gây cháy protein mô tim và nó bám vào cái đầu cái ống thông đốt như một cái mảnh xỉ than, đúng không ạ? Và đó là điều này là không tốt vì nó sẽ thứ nhất là cản trở năng lượng thấm vào mô tim và thứ hai nữa là cái mảnh này rất có thể bị rụng ra và gây di chuyển cái tắc mạch, cho nên là chúng ta cũng không nên như vậy. Trước đây chúng ta đốt một cái cate đốt truyền thống là đốt không tưới lạnh thì cũng cơ bản là giải quyết được phần lớn các loại nhịp hiện nay và phần lớn các thủ thuật đốt điện hiện nay chúng tôi dùng cate này. Nhưng hiện nay chúng ta có thể dùng thêm một cate đốt điện có tưới lạnh ở đầu. Đấy. Thì cái việc tưới lạnh này sẽ làm cho năng lượng tần số radio nó thấm vào mô tim sâu hơn. Đấy. Giống như kiểu là nguyên lý gì ạ? Chúng ta gọi là nướng thịt ấy, mà bằng ngọn lửa nhỏ nhỏ lâu lâu thì nó thấm vào sâu bên trong. Còn nếu mà dùng cái ngọn lửa mà độ nóng rất cao thì có thể nó táp cái bề mặt nó cháy nhưng mà bên trong thì vẫn lỏng đào, kiểu nguyên tắc như vậy. Thì cái đợt tưới lạnh đầu cate này sẽ làm năng lượng sâu hơn để giải quyết những cái tổn thương. Chúng ta cần một tiền đốt sâu hơn xuyên thành một cái cơ tâm nhĩ chẳng hạn, trong đốt trung nhĩ, hoặc là chúng ta đốt một cái ổ ngoại vị gây rối loạn nhịp thất như ngoại tâm thu thất hay cơ tim gây thất nằm sâu dưới lớp nội mạc. Đấy, ví dụ chiều hôm nay chúng tôi đang làm một cái trường hợp tại phòng tim mạch can thiệp thì đốt bằng năng lượng thông thường, cate thông thường là loại này không có kết quả và chúng tôi đang sử dụng cái ống thông đốt lạnh để hy vọng là tổn thương thấm sâu hơn, có thể triệt bỏ cái ổ loạn nhịp vốn đã một vài lần trước đốt bằng cate thông thường nhưng đã không thành công. Ưu điểm của năng lượng sóng tần số radio nó có rất nhiều ưu điểm, chính vì vậy hiện nay nó được lựa chọn thành một cái năng lượng phổ biến. Còn nếu như nó nhiều nhược điểm thì sao? Thì các nhà khoa học và các nhà chuyên môn tim mạch đã tìm năng lượng khác thay thế mất rồi. Đấy. Cho nên nó có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là gây tổn thương định khu gọn, đốt rất gọn để điều trị loạn nhịp, không đốt lan man. Thứ hai là tổn thương này không hồi phục, cho nên triệt đốt có ý nghĩa là gì? Điều trị triệt để. Năng lượng dễ kiểm soát, không gây rối loạn huyết động, thời gian nằm viện ngắn, có thể lặp lại. Đấy, như trường hợp là gì? Xin chỉ định thấy cái ca này ngày trước đốt một lần, bây giờ tái phát, xin chỉ định đốt lại. Đấy, chính là có thể lặp lại. Và thứ hai nữa là một năng lượng chấp nhận được về mặt chi phí hiệu quả, nhất là tại Việt Nam chúng ta ứng dụng công nghệ đốt điện khá là tiên tiến nhưng chúng ta lại dùng lại các cái ống thông đấy, theo quy trình nghiêm ngặt về sát khuẩn, về đảm bảo các cái thông số kỹ thuật, nhưng bằng cách đó chúng ta đã giảm được cái chi phí điều trị các ca đốt loạn nhịp ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 10-20% so với những ca đốt loạn nhịp ở các nước tiên tiến. Như vậy thì chúng ta vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn và đảm bảo được chi phí hợp lý trong hoàn cảnh thực tiễn chúng ta đó. Tuy nhiên là nó cũng không thể là không có biến chứng. Đấy. Bản thân một thủ thuật đốt điện nó có các biến chứng liên quan tới một thủ thuật tim mạch can thiệp như là chọc mạch tất cả mọi thứ. Đấy. Nhưng bản thân năng lượng sóng tần radio có thể gây ra các biến chứng kiểu như block nhĩ thất. Đấy. Nếu chúng ta mà đốt quá gần nút nhĩ thất thì có thể gì ạ? Gây đứt nút về nút nhĩ thất cũng là một mô tim thôi. Đấy. Thì gây block nhĩ thất một biến chứng khá là khó, rất là đáng ngại đúng không ạ? Và chúng tôi cũng luôn luôn cố tránh biến chứng này, đặc biệt là trong đốt các cái đường dẫn truyền nằm cạnh gần cái vị trí nút nhĩ thất hoặc là đốt cái đường dẫn truyền chậm trong cái cơn tim nhanh vào lại nút nhĩ thất. Rồi là tổn thương thần kinh, một số bệnh nhân sau khi đốt điện xong là hơi tức ngực một thời gian, đau ngực. Đấy. Một số trường hợp thì suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, tụt huyết áp. Đấy. Rồi viêm màng ngoài tim, một số trường hợp vì đốt trung nhĩ xong chẳng hạn, ngày hôm sau chúng ta làm siêu âm thấy là bệnh nhân có cảm giác hơi đau ngực, biến đồ của ST hơi chênh lên nhẹ, xuyên tim có khoảng một vài mm dịch màng tim, thì đấy chính là sau đó dung nhĩ có thể có một cái viêm màng ngoài tim do những cái tác động bên trong nội mạc tâm nhĩ gây phản ứng viêm xuyên thành. Đấy. Nhưng mà thường thì các cái hiện tượng viêm này nó giới hạn được và bệnh nhân sẽ không để lại các di chứng gì đáng kể.
Nói tóm lại là gì? Nó là một thủ thuật, cái năng lượng khá là an toàn, nhưng không có, không có nghĩa là không có một chút biến chứng nào đó. Đấy. Cái bước tiến hành thủ thuật bếp điện. Thì vậy làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân an thần nhẹ, nằm lên bàn, đúng không? Vô cảm tại chỗ, tức là đường vào đấy, đặt đường vào, đặt các cái ống thông, thường là qua đường tĩnh mạch đùi như hôm trước tôi đã trình bày. Đấy. Và tĩnh mạch dưới đòn bên trái để đặt cái tay song vành. À, thông thường chúng ta sẽ thăm dò điện sinh học tim và điều trị bằng năng lượng sóng tần số radio được tiến hành đồng thời trong cùng một thủ thuật. Đấy. Ít ai là chỉ định thăm dò điện sinh lý học tim gây một cơn nhịp nhanh và lại nút như thất xong lại rút ông thông ra để ngày hôm sau lại chọc lại để đốt điện, và chúng ta sẽ làm luôn trong cùng một thủ thuật đó. Các cat thăm dò thì nhỏ hơn đường kính khoảng 5 French, còn các cat đốt điện đường kính khoảng 7 French. Đấy, cái này hôm trước tôi đã nói. Và quan trọng nhất là chỉ định điều trị như thế nào. Thì thứ nhất là có các chỉ định được xếp loại 1, tức là khuyến cáo áp dụng phổ biến đấy. Thứ nhất là các cơn tim nhanh trên thất có triệu chứng, bao gồm có cơn tim nhanh vào lại nút nhĩ thất, cơn tim nhanh vào lại nhĩ thất trong hội chứng Wolff Parkinson-White hoặc bản thân hội chứng Wolff Parkinson-White. Đấy, nếu chúng ta thấy cái điện đồ có tiền kích thích rõ ràng điển hình và có những cơn hộp đánh trống ngực thì chúng ta đốt điện chỉ loại 1. Còn nếu chưa từng có triệu chứng thì chỉ định cũng chấp nhận tới loại 2A hoặc 2B theo tinh thần khuyến cáo mới nhất. Đó. Thứ hai là các trường hợp rung nhĩ, đặc biệt là rung nhĩ kịch phát gây triệu chứng. Đấy, và đã dùng các thuốc chống loạn nhịp nhưng không kiểm soát được rung nhĩ, hoặc ở những trung tâm có kinh nghiệm người ta đốt luôn các trường hợp mà rung nhĩ có triệu chứng, đốt ngay từ đầu là chỉ định từ loại 1 đến loại 2A. Thứ ba đây là các cơn tim nhanh thất có triệu chứng, thường là những cơn tim nhanh thất đơn ổ vô căn. Hiện nay chúng ta đốt điện khá nhiều tại Việt Nam, như là các ngoại ung thư thất phần lớn là vô căn, khởi phát được ở thất phải. Và ở nước ngoài và tại chúng ta bắt đầu làm những trường hợp đốt các cơn tim nhanh thất trên nền bệnh nhân có bệnh tim thực tổn, như là sau nhồi máu cơ tim liên quan tới cái tổ chức sẹo cơ chất có thể liên quan tới vùng nhồi máu cơ tim cũ, thì chúng ta cũng bắt đầu áp dụng. Đấy. Một số trường hợp chỉ định khác như là nhịp nhanh xoang gây triệu chứng thì chúng ta đốt để bớt cái tính tự động nút xoang đi. Đấy. Rồi là nhịp nhanh bộ nối các ngoại tâm tư thất nhĩ gây triệu chứng ảnh hưởng chất lượng cuộc sống thì chúng ta hiện nay cũng chỉ định khá nhiều các trường hợp đốt các ngoại tâm tư thất thuộc nhóm chỉ định là loại 2A trong slide này. Đấy, còn tinh thần khuyến cáo mới nhất thì có thể người ta đẩy lên cái chỉ định loại 1, bởi vì sau nhiều năm tiến hành thủ thuật thấy là lợi ích thì ngày càng rõ ràng hơn, mà nguy cơ biến chứng thì thấp, chi phí cái cân bằng giữa chi phí hiệu quả là chấp nhận được. Đó. Có các chỉ định cũng đang được nghiên cứu kiểu như là đốt các cơn tim nhanh thất đa hình thái, đốt rung thất trong hội chứng nhiễm Bugada chẳng hạn, hoặc đốt các cái cơn rung thất trong các cơn bão điện học thì một số trung tâm bắt đầu áp dụng. Tuy nhiên hiện nay thì đây là những kỹ thuật tương đối khó đấy, và cũng chỉ thực hiện tại các trung tâm thuộc dạng là hàng đầu thế giới. Còn tại Việt Nam chúng ta chưa áp dụng đốt các cái trường hợp này. Tóm lại tại Việt Nam chúng ta đã chỉ định phần lớn các trường hợp đốt điện như thế giới đã làm, ngoại trừ một vài trường hợp như là tim nhanh thất đa hình thái, rung thất, hoặc một số trường hợp triệt đốt các rối loạn nhịp tim qua đường tiếp cận ngoại mạc, tức là cái lớp màng ngoài tim đấy, phải đưa ống thông vào cái khoảng đó để đốt. Thì hiện nay chúng ta đang giai đoạn chuẩn bị tiếp nhận kỹ thuật, chúng ta chưa làm thường quy. Còn nói chung là chúng ta đã làm thường quy phần lớn các kỹ thuật triệt đốt và nhịp tim như trên thế giới đã làm. Chống chỉ định thì chúng ta biết là có các chống chỉ định chung của thủ thuật và một số chống chỉ định đặc thù đốt điện, như là huyết khối nhĩ trái hay thất trái là chống chỉ định để chúng ta đưa ống thông vào trong cái khu vực như vậy. Tất cả các cái tim mạch can thiệp đều như vậy. Rồi van nhân tạo là chống chỉ định các kỹ thuật đốt điện phải đưa ống thông qua van. Đấy. À, chúng ta không thể chỉ định đốt điện một trường hợp mà van hay lá nhân tạo mà chúng ta lại phải diện đưa ống thông đốt qua van hay lá để vào thất trái. Đấy, nhưng mà không được. Rồi là phụ nữ mang thai vì nguy cơ nhiễm xạ cho mẹ và con. Tuy nhiên một vài trường hợp diện những cơn tim nhanh dai dẳng gây nhiều triệu chứng, cấp cơn được nhưng tái đi tái lại rất nhiều lần, ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ thì có thể phải chấp nhận điện, vẫn phải đốt điện. Nhưng thường tốt nhất là nên đốt vào 3 tháng rưỡi của thai kỳ. Và khi đốt điện chúng ta nên che chắn để đốt cái nguy cơ nhiễm xạ cho con và cho mẹ. Đó. Chúng ta sẽ điểm lại một vài kỹ thuật chính. Tôi cũng không hy vọng là đi chuyên sâu, mà sau này các bạn follow nếu quan tâm thì sẽ tiếp tục tìm hiểu. Nhưng chúng ta có các cái chỉ định đốt điện như là cơn tim nhanh vào lại nút nhĩ thất. Đấy. Rồi cơn tim nhanh vào lại nhĩ thất, một số các ngoại tâm thu và tim nhanh thất đơn giản.
Và chỉ định thứ tư là gì? Đốt dung nhĩ. Đấy, bốn cái chỉ định mà chúng ta thường áp dụng tại viện tim mạch. Thứ nhất là các cơn nhịp nhanh kịch phát tuyến thất này. Đấy. Và cả các cơn cuồng nhĩ điển hình nữa. Rồi các cái ngoại tâm thu hay cơn tim biến thất đơn giản. Và thứ ba nữa là nhóm chỉ định đốt điện là điều trị dung nhĩ. Ba nhóm chỉ định chính như vậy. Đầu tiên là tim nhanh vào lại nút nhĩ thất. Thì chúng tôi biết là cơ chế vòng vào lại liên quan tới đường dẫn truyền chậm và đường dẫn truyền nhanh vùng nút nhĩ thất. Đấy. Và cái xung động sẽ đi vào đường chậm, phần lớn là như vậy, rồi lộn ngược qua đường nhanh tạo thành một cái vòng vào lại. Đấy, vòng vào lại. Và mỗi vòng vào lại như thế này thì xung động sẽ tỏa xuống tâm thất và tỏa ngược lên tâm nhĩ, gây ra một cơn nhịp nhanh mà tâm thất tâm nhĩ đập gần như đồng thời, làm cho điện tâm đồ là diện sóng cơ lẫn vào phúc bầu QRS trên bề mặt, đều là bề mặt chúng ta đều đã học về điện tâm đồ. Đấy, cơ chế là vòng vào lại xảy ra tại vùng nút nhĩ thất, sẽ xung động đồng thời điện dẫn ngược lên nhĩ ra xương thất như thế này, đó như thế này. Đấy, làm ra diện tâm thất và tâm nhĩ khử cực gần như đồng thời, và chính vì vậy sóng tê phẩy lẫn vào phúc bầu QRS. Đấy, đây là điện đồ trong buồng tim khi thăm dò điện sinh học tim. Đấy, chúng ta thấy là vòng vào lại là xoay ở chỗ này. Đấy, xong là xung động sẽ dẫn xuôi xuống thất, khử cực hít rồi khử cực thất, dẫn ngược lên nhĩ là khử cực tâm nhĩ, làm cho nhĩ với thất khử cực gần như đồng thời. Đấy, cái này các bạn sẽ tìm hiểu sau quan tâm hơn. Vậy đốt như thế nào? Đốt điện thì chúng ta sẽ tập trung một vùng giải phẫu rất đặc biệt trong tim vào lại nút nhĩ thất, chính là tam giác Cox. Đấy, tam giác Cox đây chính là gì? Đây là cái vòng van ba lá này và thất phải ở bên này. Đấy, còn toàn bộ đây là thuộc về nhĩ phải. Đấy, thì tam giác Cox đỉnh của nó chính là nút nhĩ thất nằm ở phía trước vách, đúng không? Phía trên của vòng van hai ba lá, cái van ba lá ở chỗ này. Đây là lỗ song vành là đáy của tam giác Cox. Đấy, một cạnh chính là hết mất pin. Này là hết pin mới sợ chứ. Một cạnh chính là thay pin giúp anh đi. Một cạnh chính là cái vòng van ba lá, một cạnh chính là dây chằng Torado. Đấy, đấy chính là tam giác Cox. Hay tam giác Cox đây. Và phần lớn các đường rất quan trọng là nằm ở diện vùng đáy của tam giác Cox, chính vị trí này. Là chúng ta làm sao đưa đầu ống thông cắm vào chỗ này để cắt cái đường trọng đi. Và chỗ này thì sao? Tuyến nó dễ tiếp cận. Nó là diện vòng van ba lá, dễ lắm. Từ tính mạch chủ dưới đẩy vào diện, đẩy vào nhĩ phải, đẩy vào nhĩ phải, và tiếp tục đẩy thêm một tí nữa thì diện vào thất phải, và giữa nhĩ phải thất phải chính là vòng van ba lá. Đấy, đây là hình ảnh của tam giác Cox trên hình X quang. Đấy, thank you Lily. Tam giác Cox trên hình X quang chính là tam giác Cox đây. Đây là đỉnh tam giác Cox, đáy tam giác Cox ở một góc nhìn khác, đỉnh và đáy, và chúng ta sẽ đốt cái đáy tam giác Cox. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đầu camera đây đốt nó đã đặt vào đáy tam giác Cox, chính cái đầu cái cong cong đây đó. Đấy, và chúng ta sẽ mapping tìm đường chậm ở vùng đáy tam giác Cox. Vậy thân biết thế nào đường chậm? Đương nhiên là khi chiếu X quang nó không thể hiện cái đường chậm trên cái X quang được, đúng không ạ? Mà chúng ta phải dựa vào gì? Đặc điểm của hình ảnh giải phẫu trên X quang, và đặc điểm quan trọng nữa chính là điện đồ đầu ống thông đốt nó thể hiện được đặc điểm của điện đồ đường chậm, thì đấy chính là vị trí đích để chuyển đốt. Vậy thì điện đồ đường chậm như thế nào? Thì chúng ta sẽ đưa ống thông vào vị trí Mohis, sau chúng ta sẽ quặp cái ống thông lại tìm cái đường chậm ống thông thế này. Đấy, chúng ta ghi điện Mohis, sau chúng ta quặp cái ống thông xuống để tìm cái vị trí cái đường chậm. Đấy, ta sẽ ra cái ống thông ngược ngược xuôi xuôi tìm cái đường chậm, và ống thông di chuyển đến đâu thì điện đồ nó sẽ thay đổi đấy. Đấy, ví dụ đây chúng ta đặt vào vị trí Mohis thì điện đồ sẽ ghi được điện đồ gì ạ? Điện đồ hít rất là rõ, nhĩ này hít như một cái vạch ở giữa và thất. Khi chúng ta quặp xuống một chút xíu nữa thì chúng ta rời xa hít xa, cho nên hít nó còn mờ mờ thôi. Đấy, chúng ta quặp sâu xuống tí nữa thì chúng ta chỉ còn điện đồ của nhĩ và điện đồ của thất. Đấy, chúng ta quặp sâu tí nữa chúng ta sẽ thấy điện đồ của nhĩ, điện đồ thất, chứ không còn điện đồ hít nằm ở giữa như ở đây nữa. Đấy, nguyên tắc là như vậy. Và vị trí đường chậm chính là chỗ mà điện đồ nhĩ nó thấp và nhiều thành phần như thế này, đây chính là điện đồ đường chậm. Đấy, cho nên để xác định điện đồ đường chậm, thứ nhất là vị trí giải phẫu gợi ý đường chậm trên chiếu X quang. Đấy, thứ hai nữa là điện đồ thu được đầu ống thông đốt nó thể hiện điện đồ đường chậm bằng một cái điện đồ nhĩ nhiều thành phần cho điện đồ thất. Và chúng ta sẽ tiến hành chuyển đốt ở đây, view ở đây chẳng hạn,
Đây ông thông đốt ghi được một cái điều đồ nhí, đúng không ạ? Đây chính là điện đồ mặt ở trên cùng này, điện cực tốt ghi được một cái điện đồ nhí, một điện đồ thấp nhí nhiều thành phần, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thành phần điện đồ nhí. Đó. Một điện đồ nhí nhiều thành phần thể hiện nó đã điện đầu cathode đã đặt đúng một đường chậm, và chúng ta sẽ phóng năng lượng radio ra đốt, đúng không ạ? Khi chúng ta đốt thì đường chậm nó sẽ bị cháy. Vậy dấu hiệu nào để thể hiện đường chậm bị cháy? Chúng ta không thể hỏi bệnh nhân là bác ơi, cơ đường chậm của bác đang cháy rồi, không bác không biết đâu, mà chính là cơ thể hiện điện. Khi đốt xong một cái thì nếu cho đốt đúng đường chậm thì điện tâm đồ bệnh nhân, nhịp tim bệnh nhân sẽ chuyển từ nhịp xoang sang nhịp bộ nối gia tốc. Đấy. Chúng ta biết đầu tiên là nhịp gì ạ? Nhịp xoang, đúng không? Tơ xoang này, tơ xoang. Bệnh nhân nhịp bệnh nhân là nhịp xoang. Đến đây chúng ta bắt đầu phát tia đốt thì nhịp xoang, nhịp xoang, nhịp xoang. Đến đây có thấy nhịp xoang đấy không ạ? Đây, không thấy tơ xoang nữa, đây chính là nhịp bộ nối. Đấy. Tên điện tâm đồ trong bụng tim, nhịp xoang là nhí trước thất sau. Nhí trước thất sau. Đấy, và đến đây diện nhí thất chập lại với nhau, chính là nhịp bộ diện, cái nhịp bộ nối. Đấy. Cho nên đúng rồi, tại vì cái màn hình hơi kém. Và nhịp bộ nối gia tốc chính là tiêu chuẩn để các thầy thuốc đang thấy là mình đang đốt vào vị trí đường chậm. Đấy, và chúng ta sẽ đốt. Và quan trọng nữa là gì? Sau khi đốt xong chúng ta kiểm tra lại thì không còn cơn nhịp nhanh. Một cái loại cơn tim nhanh thứ hai chính là theo hội chứng Wolff-Parkinson-White, cơn nhịp nhanh và lại nhĩ thất. Thường bệnh nhân sẽ khoảng 50% số bệnh nhân sẽ có điện tâm đồ bề mặt là có Wolff-Parkinson-White điển hình, 50-60% các bệnh nhân như vậy. Đấy. Chúng ta vừa thấy Wolff-Parkinson-White điển hình, vừa thấy cơn nhịp nhanh, cơn thất và vòng lại nút nhĩ thất. Đấy. Nhưng mà khoảng một phần còn lại chúng ta không thấy. Thế thì điện tâm đồ bề mặt sẽ thấy là gì ạ? Một cơn nhịp nhanh crest tăng mạnh và sóng T đi sau crest một đoạn. Đấy, tại sao như vậy? Là tại vì trong cơn nhịp nhanh vào lại nhĩ thất thì xung động sẽ theo chiều dẫn truyền xuôi. Đấy, từ nhĩ này chui qua nút nhĩ thất khử khử tâm thất. Và người bình thường sao? Sau khử tâm thất xong thì xung động nó tắt đi và chờ xung động nút xoang khác xuống tiếp. Nhưng vì bệnh nhân này có một đường dẫn truyền phụ cho sau khi khử tâm thất xong thì cứ len lỏi theo cái hệ thống dẫn truyền. Nên là đi theo Wolff-Parkinson-White đường ken, đó là khử 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 trở lại, cho nên cứ xoay thế này, đấy, vòng lại cứ xoay thế này, và mỗi vòng xoay thế này là ra cái gì? Là ra một cái phúc bổ QRS rất nhanh, đấy, ra rất nhanh, đấy, và các cái điện đồ trong buồng tim như thấy là điện tâm đồ xung động từ nhĩ này qua hít xuống thấp, xong rồi theo cầu ken lại lôi ngược lại tâm nhĩ, đấy, cho nên chúng ta thấy là một cái điện vòng vào lại nó lớn hơn và tâm nhĩ luôn đi sau tâm thất một đoạn, đấy lý do tại sao rất nhiều bề mặt trong hội chứng Wolff-Parkinson-White tim nhanh vào lại nhĩ thất thì tâm nhĩ lúc nào đi sau tâm thất một đoạn. Đây chúng ta hãy cùng xem lại. Đây là cơn nhịp nhanh, tên thất và ở đây gì ạ? Phúc bộ QRS có một sóng T đi sau QRS một khoảng cách khá là xa. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Trái ngược với cơn nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất như tôi trình bày lúc nãy thì sao? Tâm nhĩ và tâm thất có xu hướng có bóp gần như cùng đồng thời trong một cùng một thời gian, làm cho chúng ta không nhìn thấy được sóng P, P phẩy trên điện bề mặt. Đó. Đấy chính là cái cơ chế điện sinh lý. Vậy thì đốt như thế nào? Thì đó. Tôi chưa hiểu câu hỏi lắm. À, trong cơn nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất, bây giờ nhịp xoang thì tâm nhĩ bóp trước này, tâm thất bóp sau này, và một phần tâm xuất thất sẽ được khử cực sớm qua đường dẫn truyền phụ tạo sóng delta, đúng không ạ? Nhưng trong cơn nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất thì xung động từ tâm nhĩ xuống tâm thất này gây khử cực thất, xong lại lôn ngược lại tâm nhĩ. Đấy, cho nên là nhĩ xuống thất, thất lên nhĩ, cho nên nhĩ và thất nó cũng khoảng cách nhất định, vì thời gian giữa nhĩ và thất hay là thất và nhĩ tiếp theo là đều là những thời gian thực hết, cho nên là khoảng cách nó nhìn rõ. Trong khi đó, cơn nhịp nhanh vào là nút nhĩ thất thì xung động xoay quanh vùng nút nhĩ thất và đồng thời địa khử cực ngược lên nhĩ và xuôi thất từ thế này. Đấy. Thì là cái thời gian thất nhĩ là thời gian điện, là một cái hiệu số có thể âm có thể dương, cho nên là nhĩ thường lẫn vào trong tâm thất. Đó. Thế thì triệt đốt cơ hội chứng Wolff-Parkinson-White hay là tim nhanh vào lại nhĩ thất
là do một vòng vào lại mà có hai đường điện, đúng không? Một đường dẫn điện bình thường qua nút nhĩ thất và một đường dẫn điện phụ, thì chúng ta sẽ đốt cái gì ạ? Đương nhiên chúng ta sẽ giữ lại đường điện thường và đốt cái đường phụ đi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm cái đường dẫn điện phụ. Để tìm ở đâu? Thì đường dẫn điện phụ nhĩ thất nguyên tắc là gì ạ? Nối tắt giữa nhĩ và thất. Bình thường chúng ta chỉ thấy là vòng van của ba lá và vòng van hai lá là những cấu trúc cách điện, không dẫn điện. Và xung động từ tâm nhĩ sang tâm thất là gì ạ? Chỉ qua một con đường độc đạo trong điều kiện tự nhiên là gì ạ? Qua nút nhĩ thất nằm ở đây. Đấy, nút nhĩ thất là bó hít ở đây. Đây là bình thường là mọc ra một cái đường dẫn điện phụ, thì đường dẫn điện phụ sẽ nằm ở gì ạ? Từ nhĩ thất phải bắt ngang qua cái vòng van. Đấy, đường dẫn điện phụ cầu ken phải bắt ngang qua vòng van. Do vậy, triệt đốt cầu ken phải nhắm tới gì ạ? Một điểm trên vòng van. Đấy. Vòng van đấy có thể là vòng van hai lá hoặc vòng van ba lá. Và để nhắm tới một điểm trên vòng van có thể nhắm từ mặt điện, mặt nhĩ có thể nhắm từ mặt thất. Bạn hiểu vấn đề không ạ? Một cái van thế này, đây là tâm nhĩ, ở đây tâm nhĩ ở trên, tâm thất ở dưới. Thì để đốt cái vòng van, chúng ta có thể cắm từ mặt nhĩ nhưng có thể móc từ mặt thất lên. Đấy, có hai nguyên tắc như vậy. Và đối với các đường dẫn truyền phụ bên phải, chúng ta sẽ, tức là vườn pasuway tiếp B đấy, thì chúng ta sẽ mapping và đốt ở vòng van ba diện ba lá. Còn vườn pasuway tiếp A chúng ta sẽ đốt ở vòng van hai lá. Đấy. Vậy đốt như thế nào? Thì đối với các đường dẫn truyền phụ bên trái, thì để đi vào vòng van hai lá chúng ta phải đi bằng cách nào? Mấy con đường. Con đường thứ nhất là chúng ta đi ngược dòng động mạch chủ, đúng không ạ? Ngược dòng động mạch chủ, đi vào trong tâm thất trái, rồi là móc ngược từ trong ruột của tâm thất trái vào vòng van từ mặt dưới. Cách thứ hai là chúng ta sẽ chọc xuyên vách liên nhĩ từ nhĩ phải sang nhĩ trái và diện và đi vào vòng van từ mặt tâm nhĩ. Cả hai cách như vậy. Thế chúng ta sẽ ra đầu ca tay dọc theo vòng van. Đấy. Đây là hình minh họa luôn. Chúng ta đốt một đường dẫn duyệt phụ mà chúng ta đốt vào cái mặt thất, mặt dưới của tâm dưới của vòng van đấy. Đấy, như vậy thì để đốt một cái cầu ken nằm ở đây thì có mấy cách ạ? Cái thứ nhất chúng ta cắm từ tâm nhĩ, cái thứ hai chúng ta móc từ tâm thất đều được đó. Tại viện tim mạch Việt Nam thì 95-99%, tức là thường quy, chúng tôi thường đi ngược dòng động mạch chủ và móc vào vòng van hai lá từ mặt tâm thất đấy. Nhưng một vài trường hợp thì chúng tôi sẽ chọc vách liên nhĩ và đốt đường dẫn điện phụ tiếp cận từ mặt tâm diện tâm nhĩ đấy. Cho nên là các bệnh nhân Wilbert qua bên trái thì thường sẽ chọc động mạch để đốt vào vị như vậy đấy. Đây là hình ảnh X quang đó, các bạn sẽ thấy là ống thông đốt, đúng không? Ống thông đốt đi từ động mạch chủ đi lên đến điện, đi từ động mạch chủ, động mạch đùi này, đi lên động mạch chủ, đi luôn qua cung động mạch chủ, đi qua van động mạch chủ vị trí này. Sau qua van xong thì ống thông đi vào trong ruột của tâm thất trái rồi móc ngược lên vào vị trí của vòng van để đốt cái wall passage ngoài. Thế nên một ca chúng tôi đã đốt từ mặt thất, phần lớn chúng tôi đốt từ mặt thất kiểu như thế này đấy. Và cái năng lượng này khi đốt ra thì nó sẽ tỏa ra, nó gây tổn thương vùng này và cái đường dẫn điện phụ đi qua đây nó sẽ bị điện biết đi đấy. Đường dẫn điện phụ bên phải thì chúng ta sẽ đốt trên vòng van ba diện ba lá. Phần lớn chúng ta sẽ đốt từ mặt nhĩ, tức là chúng ta đưa ống thông vào trong tâm nhĩ phải, rất dễ thôi. Từ động mạch đùi, xin lỗi, tĩnh mạch đùi, đi vào tĩnh mạch chủ dưới, đi vào trong tâm nhĩ phải, móc cái hình như cái cổ cò để cắm vào cái vòng van ba lá đấy để đốt. Tuy nhiên thì trong thực tế đốt ở vòng van hai lá dễ hơn nhiều so với đốt vòng van ba lá. Tại vì đốt ở vòng van ba lá thì ống thông đốt đi qua động mạch chủ, cung động mạch chủ, qua van động mạch chủ và móc vào cái vòng van. Ống thông đốt đi qua rất nhiều cái cấu trúc giải phẫu và từ nó đã được diện cố định khá là chắc chắn. Trong khi đó thì đốt ở vòng van ba lá thì ống thông đốt khá là lung lay, rất khó cố định, cho nên là bên phải thường khó đốt hơn bên trái, tỷ lệ tái phát cũng cao hơn, thời gian làm thủ thuật cũng cao hơn, chứ không phải là đốt tĩnh mạch dễ hơn đâu. Ở bên phải dễ, bên trái, bên phải khó hơn. Đây là vài minh họa về điện đồ. Chúng ta thấy là đây là một bệnh nhân có hội chứng Wolff Parkinson điển hình. Chúng ta đã đưa ống thông đốt vào vòng van và tại vị trí ống thông đốt đang cắm vào cái đường dẫn điện phụ, chúng ta thấy có điện đồ nhĩ, điện đồ thất và điện đồ cầu ken nằm ở giữa. Đấy, đấy chính là cách để chúng ta phát hiện ra là đầu ống thông đốt đã cắm vào đường dẫn điện phụ.
Như vậy có những tiêu chí nào? Thứ nhất là trên hình chiếu X-quang chúng ta đang thấy là đầu thông đốt đang cắm vào cái vòng van. Và tiêu chí thứ hai quan trọng hơn nữa chính là điện đồ ghi được từ ống thông đốt. Nó thể hiện một điện đồ có tiền kích thích hay đường dẫn truyền phụ đi qua. Đấy, trong trường này. Và chúng ta sẽ biết là ta đã nhịp xoang chúng ta đốt sau chỉ cần chưa đến một giây thì phúc bộ QRS từ đang giãn rộng, đúng không ạ? Sóng delta rất rõ đã thu hẹp hẳn lại, đúng không? Và cái hội chứng Wurmbach-Schwarz đã cắt đứt cầu Ken theo chiều xuôi. Đó. Tiếp theo chúng tôi sẽ nói tới một cái kỹ thuật thứ ba là triệt đứt các cơn tim nhanh thất đơn giản hoặc là ngoại âm thu thất, nguyên lý cũng gần như nhau. Đấy. Tim nhanh thất và ngoại âm thu thất thực chất cũng là gì? Về mặt cũng khá là gần giống nhau thôi. Nếu một cái ổ ngoại gây ra một nhất là nhịp đơn lẻ thì nó là ngoại âm thu. Còn nếu mà gây ra một chuỗi các loại nhịp thì nó là tim nhanh thất. Cho nên về nguyên tắc đốt điện của hai cây loại nhịp này cũng gần như nhau. Đấy. Thì chúng ta biết là để đốt được cái tim nhanh thất hay ngoại âm thu thất thì ống thông đốt phải được đưa vào vị trí nội mạc của tim, thường là nội mạc. Mà chúng ta nghi ngờ là ổ ngoại vị nó nằm ở đó. Đấy. Và chúng ta có thể đưa ống thông đốt vào diện vào trong đường ra thất phải. Đấy. Đây là một ống thông đốt đi từ tĩnh mạch chủ dưới, đi qua nhĩ phải, qua van ba lá ở đây, đi qua vào trong thất phải. Thất phải là như hình tam giác đây. Đó. Và cái vị trí thất phải mà ngay dưới van động mạch phổi chính là diện, chính là đường ra thất phải. Đồng thông đốt nằm ngay đường ra thất phải. Một trường hợp khác chúng ta vẫn thường làm tại viện tim mạch là chúng ta đưa ống thông đốt ngược dòng động mạch chủ và cắm vào đáy của xoang van sa va động mạch chủ. Đấy, đây động mạch chủ, đây các xoang van sa va đây. Đấy, thì đầu ống thông đốt đang cắm vào đáy của xoang van sa va vành phải và vành trái để tìm ổ ngoại vị triệt đốt. Về vấn đề chỗ là làm thế nào để người bác sĩ làm thủ thuật biết là chúng ta đang đưa ống thông đốt cắm vào vị trí ổ ngoại vị, làm thế nào biết được? Thì có các kỹ thuật sau đây, là các kỹ thuật mapping. Kỹ thuật thứ nhất là chúng ta lái ống thông đốt vào một vị trí trong tim mà chúng ta nghi ngờ, thường sẽ được định hướng bằng điện tâm đồ trước. Như chúng ta giao ban, thầy nhìn điện đồ thầy bảo là cái này là khả năng khởi phát đường thất phải. Thì chúng ta sẽ tập trung vào vị trí trước, chúng ta không thể lan man mapping cả nội mạc của cả hai tâm thất được, rất mất thời gian. Đấy. Và thông thường với kinh nghiệm của các bác sĩ chúng ta hiện nay, nhìn điện tâm đồ bề mặt đã có thể định khu được ổ ngoại vị trong phạm vi khoảng 1-2 cm². Đấy, cho nên làm công việc nó ngắn gọn rất nhiều. Sau khi đã định hướng sơ bộ, chúng ta lái ống thông đốt cắm vào cái vị trí chúng ta nghi ngờ. Nếu đầu ống thông đốt cắm đúng được vào diện ổ với ngoại tâm thu thì khi chúng ta kích thích tim đập qua cái ống thông đó, chúng ta sẽ gây ra một cơn tim nhanh thất có hình thái giống hệt như ngoại âm thu thất tự nhiên. Đấy, đây là một minh họa. Đây là một ngoại âm thu thất xuất hiện tự phát. Đây là một cái cơn tim nhanh thất tạo ra do ống thông đốt đã cắm vào trong tim. Ta thấy là hình ảnh của ổ ngoại vị này hay là cơn tim nhanh thất này, các phúc bộ QS giống hệt nhau. Đấy. Điều đó chứng tỏ là gì ạ? Chúng ta đã lái ống thông đốt vào đúng cái vị trí khởi phát ngoại âm thu. Nguyên tắc thứ hai nữa là nguyên tắc ghi điện đồ sớm. Nếu chúng ta cắm ổ cái ống thông đốt vào đúng cái ổ ngoại vị và chờ một ngoại âm thu thất tự nhiên xuất hiện thì cái điện đồ ở đầu ống thông đốt đây sẽ xuất hiện sớm nhất so với tất cả các điện đồ còn lại, bởi vì đó là khơi nguồn của loạn nhịp. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Bởi vì nguyên tắc là ổ loạn nhịp nằm ở cái vị trí này, nó cần một thời gian thực nhất định để di chuyển đến vị trí khác. Nếu đầu ống thông đốt chúng ta cắm đúng một cái ổ loạn nhịp và khi ổ loạn nhịp xuất hiện, tức là một ổ ngoại âm thu xuất hiện, thì cái điện đồ thu được tại vị trí đầu ống thông đốt sẽ sớm hơn tất cả các cái điện đồ còn lại. Nguyên tắc là như vậy, đúng không ạ? Đây gọi là mapping bằng xác định hoạt động sớm nhất. Đấy. Và chúng ta sẽ phóng năng lượng radio đốt điện. Tiêu chí thành công là sẽ không thấy các loại nhịp xuất hiện sau khi đốt điện một cách tự phát hoặc sau khi kích thích tim của chương trình. Và quan trọng nữa là theo dõi dài hạn, không thấy ngoại âm thu tái phát. Hiện nay thì đốt ngoại âm thu thấp là một kỹ thuật thường quy, đốt khá là ngắn gọn nhanh, nhưng chúng ta vẫn gặp phải một cái vấn đề là tỷ lệ tái phát vẫn còn theo ước tính hiện nay ở khoảng độ 10%. Đấy, và chúng ta cũng đang cố gắng để
gì nhỉ, tích lũy kinh nghiệm, cải tiến các cái cách tiếp cận để có thể làm giảm thiểu được cái tỷ lệ tái phát như vậy. Đấy, đây mở quá nhỉ. Một minh họa là ở chỗ này trước khi đốt thì rất nhiều ngọn thu, đấy, ngọn thu, ngọn thu, ngọn thu. Sau khi đốt khoảng 5 giây thì nhịp xoang đều, nhịp xoang đều. Ở đây chính là những cái tác động tức thì, kết quả tức thì. Đấy. Nhìn hình ảnh này chúng ta cũng khá là phấn khởi. Tuy nhiên là có chắc không? Chưa chắc đâu. Chứ có thể là ngọn thu mấy cái xong tự nó về nhịp xoang, không ai biết được. Đấy. Nhưng mà thường thì sau khi đốt khoảng 3-5 giây, ngọn thu đang rất dày, tự nhiên biến mất hẳn đi. Đấy là một tín hiệu tốt. Và quan trọng nữa, chúng ta phải chờ đợi đủ lâu sau khi nhắm đốt đó để xem cái tái phát lại không. Và tiêu chuẩn tối thượng là gì ạ? Là theo dõi dài hạn, không bị tái phát loạn nhịp lại. Đấy. À, phần cuối cùng tôi xin trình bày các bạn chính là kỹ thuật đốt rung nhĩ. Bây giờ chiều muộn cũng khá là mệt đúng không? Chúng ta có một chút xíu nữa thôi. Đốt rung nhĩ thì nguyên tắc là gì ạ? Phần lớn các rung nhĩ là do các ổ ngoại vị khởi phát từ các tĩnh mạch phổi. Đấy. Tuy nhiên là gì ạ? Cơ chế bệnh sinh của rung nhĩ khá là phức tạp, bao gồm có cái giải phẫu của tâm nhĩ trái nó thuận lợi cho rung nhĩ, nhưng nhĩ phải chính là không phải thủ phạm của rung nhĩ đâu. Phần lớn là tâm nhĩ trái là thủ phạm. Thứ hai là có hai cơ chế chính là các ổ ngoại vị và các vòng vào lại ngẫu nhiên nhỏ. Đấy. Và từ mấy chục năm trước, hơn 20 năm trước thì các nghiên cứu cho thấy là phần lớn các ổ ngoại vị gây rung nhĩ lại nằm ở các tĩnh mạch phổi. Đấy, một phát hiện rất là quan trọng. Còn nếu mà nó nằm lan man tất cả các tâm nhĩ thì đốt cũng khó đấy. Đấy. Nhưng rất may là 90% các ổ ngoại vị là khởi phát từ các tĩnh mạch phổi, đến tĩnh mạch phổi. Đến tĩnh mạch phổi. Vậy thì ổ ngoại vị như thế nào? Thì phần lớn các cái sợi cơ tâm nhĩ khi mà nơi mà tĩnh mạch phổi cắm vào tâm nhĩ trái, đây là tâm nhĩ trái, còn đây là tĩnh mạch phổi. Thì nơi tĩnh mạch phổi cắm vào tâm nhĩ trái cũng là giới hạn cuối cùng của các bó cơ tâm nhĩ. Nhưng mà một số người thì có những biến thể giải phẫu làm cho các bó cơ tâm nhĩ lan qua làn ranh cuối cùng đi vào trong tĩnh mạch phổi. Và những cái bó cơ này rất dễ bị thay đổi các cái đặc tính địa sinh lý học để trở thành các ổ ngoại vị gây loạn nhịp. Đấy. Người khỏe mạnh, phần lớn chúng ta thì ít người có các cái bó cơ nằm trong lát bên ngoài tĩnh mạch phổi. Nếu có thì rất dễ bị loạn nhịp ở chỗ này. Đấy. Đây là chính là cái sự phát hiện của Heisegger và cộng sự. Như vậy là gì? Đặc biệt đối với rung nhĩ kịch phát, phần lớn là do các ổ ngoại vị trong nhĩ trái, và phần lớn các ổ ngoại vị trong nhĩ trái là khởi phát từ tĩnh mạch phổi, chứ không phải vách nhân nhĩ, không phải thuần nhĩ trái, hay không phải thành sau hay thành trước hay vòng van đó. Và chính vậy thì người ta nghĩ cách là gì ạ? Để chấm dứt được rung nhĩ là một cái rối loạn nhịp khá là phức tạp, thì có cái gì ạ? Chúng ta phải hủy các cái ổ ngoại vị đi. Đấy, hủy ổ ngoại vị đi bằng cách là đưa ống thông đốt luồn vào trong tĩnh mạch phổi, chọc vách nhĩ này đi vào tâm nhĩ trái, chui vào trong tĩnh mạch phổi, rất dễ thôi, về mặt kỹ thuật rất dễ. Và chúng ta phát ra luồng sóng radio đốt hết cái ổ ngoại vị đi, để đốt bên trong tĩnh mạch phổi. Nhưng những thời kỳ đầu phát triển cái thủ thuật này, người thấy rằng là đốt thì cũng có thể được, nhưng lâu dài nó gây hẹp tĩnh mạch phổi, giống như hẹp hai lá, ứ máu phổi, rất nhiều trường triệu chứng phải nong tĩnh mạch phổi, đặt stent vân vân. Và hiện nay thủ thuật đã cải tiến lại, đồng ý là chúng ta sẽ loại bỏ các ổ ngoại vị trong tĩnh mạch phổi ra khỏi cuộc chơi rung nhĩ đi. Nhưng bằng cách nào? Không phải bằng luồng ống thông vào trong tĩnh mạch phổi đốt nó đi, mà chúng ta sẽ cô lập tĩnh mạch phổi này. Để cô lập như thế nào? Chúng ta sẽ đốt khoanh một vòng tròn quanh lỗ vào. Đấy, để cho cái xung động nó không chui ra được. Đấy chính là kỹ thuật cô lập tĩnh mạch phổi. Chứ người ta không dùng kỹ thuật triệt đốt là vì vậy. Cô lập tĩnh mạch phổi. Vậy cô lập tĩnh mạch phổi như thế nào? Thì chúng ta sẽ bàn tiếp theo. Nhưng mà chỉ định đốt rung nhĩ hiện nay khá là gì ạ? Khá là rõ ràng đúng không ạ? Kết hợp rung nhĩ có triệu chứng, rung nhĩ kịch phát, rung nhĩ dai dẳng mới đều có chỉ định đốt điện, trừ trường hợp là rung nhĩ mạn tính thì không đốt thôi đó. Để đốt rung nhĩ thì trên là gì ạ? Rung nhĩ là vấn đề của nhĩ trái, vào nhĩ trái bằng cách nào? Chọc vách liên nhĩ, là chúng ta sẽ chọc vách liên nhĩ qua cái xích này. Sau khi chọc vách liên nhĩ xong, chúng ta bơm thuốc cản quang chụp hình thấy gì ạ? Chụp hình cái nhĩ trái đây đúng không ạ? Và có bốn tĩnh mạch phổi cắm vào tâm nhĩ trái. Sau chúng ta sẽ sử dụng cái bản đồ 3D lập bản đồ điện học tái tạo cái tâm nhĩ trái trên bản đồ 3D. Đấy, kết hợp giữa hình ảnh X quang và điện đồ, đấy, tái tạo tâm nhĩ trái. Sau tái tạo tâm nhĩ trái xong thì chúng ta sẽ đặt một cái catheter vòng, đấy, catheter vòng, đặt ốp đặt vào trong lòng tĩnh mạch phổi
Và sau chúng ta sẽ làm gì ạ? Cô lập bằng cách nào? Cô lập túi mật phổi bằng cách là đốt một vòng quanh lỗ vào. Đấy, đốt vòng quanh lỗ vào. Bằng cách nào? Thì bằng cách là đốt một điểm, đốt tiếp. Thành một vòng tròn. Chính là cô lập túi mật phổi. Đưa lý giải tại sao mà đốt cô lập túi mật phổi rất mất thời gian. Đấy, đốt vùng nhĩ mất 3-4 tiếng đồng hồ. Trong khi đốt vùng vắt xương ngoài mất có 30 phút thôi. Đấy, và đây một thủ thuật cũng khá là nặng nhọc. Đấy, khá là nặng nhọc. Thời kỳ đầu phát triển kỹ thuật chúng tôi làm một ca cũng 4-5 tiếng. Còn bây giờ thì tay chân đã thuần thục hơn, có kinh nghiệm hơn, thì chúng tôi đã rút ngắn cái thời gian thủ thuật xuống còn khoảng trên dưới 3 giờ đồng hồ. Đấy. Và với một điều kiện là không chỉ là người bác sĩ làm chính có kinh nghiệm hơn, mà chính là cả một cái đội, đấy, cả một cái teamwork từ điều dưỡng, kỹ thuật viên, từ các bác sĩ phụ giúp lập bản đồ 3D, thì mọi thứ nó rút ngắn lại. Nhưng mà nhanh nhất cũng phải khoảng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ. Đấy. Ở một số nước đốt vùng như rất nhanh, kiểu như Trung Quốc cũng phải khoảng 2 tiếng, cũng đốt nhanh lắm. Và cái kỹ thuật đốt vùng nhĩ là một trong những vấn đề được bàn cãi rất nhiều trong rối loạn nhịp tim những năm gần đây. Không biết bao nhiêu các bài báo, bao nhiêu các nỗ lực cải tiến về kỹ thuật công nghệ. Tại Việt Nam chúng ta thì đốt vùng nhĩ bắt đầu từ năm 2009 và vẫn luôn coi là một trung tâm đi sau một chút trong đốt vùng nhĩ, vai trò khá là khiêm tốn của khu vực về cái lĩnh vực này. Đốt tim nhân tâm thất chúng ta rất có kinh nghiệm, nhưng đốt vùng nhĩ chúng ta đi sau hơn. Và chúng ta đã thực hiện các tiếp cận trong điều kiện kỹ thuật công nghệ chúng ta có nhiều sự hạn chế về nguồn lực. Đấy. Và chúng ta đã tập trung cô lập tốt các tĩnh mạch phổi. Trên thế giới người ta đi rất nhiều các hướng khác nhau, nhưng năm vừa rồi người ta vẫn quay lại một câu chuyện là gì? Cô lập tĩnh mạch phổi vẫn là cơ bản. Và hóa ra là gì? Việt Nam chúng ta đã tiếp cận đúng hướng về tiền đốt vùng nhĩ cho thời điểm hiện nay, với một cái nguồn lực tương đối hạn chế về kỹ thuật và công nghệ so với các nước phát triển. Đó là gì? Hiện nay người ta đốt khá nhiều thứ trong tĩnh mạch phổi, chúng ta chỉ cô lập tốt các tĩnh mạch phổi, xin lỗi, trong nhĩ trái, ta tập trung cô lập tĩnh mạch phổi là được. Đấy, đây là một cái bản đồ 3D, tôi cũng minh họa các bạn thôi. Đây là tâm nhĩ điện, tâm nhĩ trái này, đây là tiểu nhĩ này, đây là các tĩnh mạch phổi này. Đấy, thì cô lập tĩnh mạch phổi chúng ta sẽ cô lập từng cặp, hai tĩnh mạch phổi bên trái, hai tĩnh mạch phổi bên phải, và cô lập bằng cách là chúng ta sẽ đốt một cái đường vòng tròn xung quanh các tĩnh mạch phổi. Và đây là đầu các cái đốt. Đang đốt 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Đấy. Các bạn sẽ tưởng tượng là các thầy sẽ đốt một cái tròn như là gì ạ? Cái vòng tràng hạt đeo cổ. Không phải đâu ạ. Tim nó đập thế này, bệnh nhân này thở. Đấy. Rất nhiều các chuyển động khác nhau. Cho nên chúng ta đốt nhiều lúc ạ. Có những điểm nó liên lạc nhau. Đấy, theo kiểu điểm nọ chấm tới điểm kia. Nhưng mà khi gì ạ? Nó cứ zigzag. Những thế nào mà gì? Cô là một vòng quanh tĩnh mạch phổi là được. Đấy. Tí nó sẽ có mục đấy. Vậy thì làm thế nào để biết là chúng ta đã cô lập tĩnh mạch phổi thành công? Thì là tĩnh mạch phổi mà người không nghĩ là sao? Nó có điện bên trong. Thể hiện là gì? Đây là một cái điện đồ trong tĩnh mạch phổi khá là phong phú đúng không? Đấy, điện đồ trong tĩnh mạch phổi. Tại vì là có những cái bó cơ trong tâm nhĩ nó lan vào tĩnh mạch phổi, đó là điều kiện tiên, điều kiện cần. Đấy, điện đồ tĩnh mạch phổi đây, ông to ra đấy, rất nhiều cái điện đồ. Đấy, đây điện đồ pha phim của tâm thất. Sau khi chúng ta đã cô lập đốt một vòng tròn xung quanh bên trái, vòng tròn xung quanh bên phải, thì chúng ta mới kiểm tra. Thì trước đốt thì nhiều điện đồ, còn sau đó thì mất hết cái điện đồ đi. Đấy chính là chúng ta đã cô lập thành công dẫn truyền điện từ trong tĩnh mạch phổi đi ra nhĩ trái và từ trong nhĩ trái đi vào tĩnh mạch phổi lúc 2 chiều. Đấy, chúng ta biết này, trước đốt đúng không ạ, điện đồ rất phong phú, cũng là PV9112, các điện đồ như vậy. Đấy. Sau đốt cũng là PV9112, nhưng mà gì ạ? Hết sạch, không còn điện đồ nào. Đấy. Đấy chính là cái tiêu chí thành công. Được chưa? Hiện nay gì ạ? Đốt từng điểm cũng mệt mỏi. Người ta đã phát minh ra nhiều loại KT khác nhau. Kiểu như là người ta sẽ phát minh một KT hình sọt, nút vào cái lỗ tĩnh mạch phổi. Đốt mà phát thì là các vị trí đốt hết ở xung quanh. Tuy nhiên đây là những hướng chúng ta đang tiếp tục nghiên cứu. Đấy. Một số trung tâm đã ứng dụng nhưng chưa thành thường quy. Và cái đây nữa là gì ạ? Người ta đã cô lập tĩnh mạch phổi bằng một cái bóng núp vào cái lỗ vào tĩnh mạch phổi đốt xung quanh. Gọi là đốt cryoablation. Đúng không? Nguyên tắc là cô lập tĩnh mạch phổi thì các thầy đúng không? Dùng năng lượng radio để đốt thế này. Đốt vào một chấm. Đấy. Còn đây là gì ạ? Dùng một quả bóng núp vào cái lỗ vào tĩnh mạch phổi
sau đây dùng một cái nhiệt đông, tức là hạ nhiệt độ âm xuống 100 độ C, lạnh tới mức mà các protein chết cóng mất. Đấy. Thì nó sẽ đốt thành một điểm vòng xung quanh lỗ vào và cũng cô lập tốt các tính mạch phổi. Và quan trọng nữa là gì? Kỹ thuật được áp dụng trong một vài trung tâm, người ta làm một thử nghiệm thấy là cái tỷ lệ thành công để duy trì dung nhĩ không tái phát là tương tự đốt năng lượng trong radio. Đó. Và để kết luận, một vài slide nữa thôi. Tôi cũng biết là đây là những cái chuyên đề rất là chuyên sâu, nhưng mà chúng tôi sẽ gợi mở, các bạn có sự quan tâm sẽ tiếp tục tìm hiểu. Trong số các bạn biết đâu một vài người sẽ thành fellow về nhịp tim. Thì kết luận như thế này: thăm dò điều sinh lý tim là tiêu chuẩn vàng giúp chẩn đoán xác định cơ chế các đoạn nhịp tim. Chúng ta đã bàn ở cái nửa hôm trước. Đốt điện là phương pháp điều trị phần lớn các rối loạn nhịp tim nhanh, trong khi phần lớn các rối loạn nhịp tim chậm thì giải quyết bằng cái gì ạ? Bằng máy tạo nhịp mà bác sĩ Lê Bảo Kiên vừa trình bày. Đó. Và được coi là lựa chọn hiện nay đầu tay với nhiều ưu điểm, triệt để và an toàn, hơn hẳn so với các thuốc chống rối loạn nhịp tim. Thủ thuật tuy nhiên cần được thực hiện tại những trung tâm tim mạch lớn có kinh nghiệm. Đấy. Chúng ta biết là có một giai đoạn chúng ta phát triển khá là nhanh các trung tâm, ai cũng muốn set up các trung tâm đốt điện, nhưng hiện nay những kỹ thuật chuyên sâu này vẫn nên tập trung tại các trung tâm lớn, ít nhất là tại những cái tỉnh có nền tim mạch tương đối phát triển, nằm tại bệnh viện đa khoa tỉnh đấy làm, chứ không nên triển khai tới điện bệnh viện tuyến huyện tuyến xã, vì đây những kỹ thuật rất chuyên sâu đấy. Và diện đội ngũ phải được đào tạo cơ bản, và quan trọng nữa là gì ạ? Hơn hết chính là chúng ta cần tuân thủ các cái chỉ định đấy, và luôn luôn cân nhắc lợi ích nguy cơ cho từng người bệnh. Để trở thành một fellow về can thiệp nhịp học, chúng ta gọi là Ikigai, đúng không ạ? Thì là gì ạ? Bạn, tức là một trong số các bạn ngồi đây đấy, cần phải có một tư duy biện luận logic, nhịp là phải logic, đúng không ạ? Phân tích một điện tâm đồ vậy thôi, phải có logic của nó. Thứ hai là phải có khả năng tưởng tượng tốt về nhịp không gian cũng như các vector học, các điện đồ mà, đấy điện đồ. Kiên nhẫn, các thủ thuật nhịp thường là trọng, không phải nhanh và sinh động như là các thủ thuật mạch vành, phải kiên nhẫn, phân tích tình huống, và đương nhiên phải có sự đam mê. Còn không thì cũng chóng mệt lắm, đúng không ạ? Đây là một vài hình ảnh chúng ta đốt đung nhĩ đấy, thấy là cũng máy móc cũng khá phức tạp đấy, đúng không? Rất nhiều các cái phương tiện kỹ thuật đấy, và một ca đốt đung nhĩ cũng mất rất nhiều thời gian đấy, mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh bác sĩ chính phải có người phụ giúp, phải có kỹ thuật viên, có điều dưỡng viên và các bạn fellow, đúng không ạ? Do là một cái teamwork, sự phát triển của teamwork mới cải thiện được các cái chất lượng cũng như hiệu quả của các cái thủ thuật. Và slide cuối cùng là tôi chụp ảnh cái zone cái vài năm, đúng không ạ? Nhớ lại bài công tên cuối cùng. Nói em hơi con đường anh đi đó, đúng hay sai, đúng không ạ? Thực ra cũng khá vất vả đấy, không đơn giản. Và xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.